Bài thận với cái bài con gì đó. Bữa đó là bài tẩy tủy thôi, cái bài gì mà thận dịch trùng của bài trước là cái bài mà đầu tiên nhớ không, không quên quên đó đó. Bài đầu tiên như là ủa, bài thận bài không thận à, không muốn lại bài là dân lên xuống à, bưng lên có rung xuống cũng lên xuống đó là vung lên rồi hết trên rồi ngửa ra để hạ xuống đó là tập để thử coi cái thận mạnh không, mình tập mình nó dễ chịu là cái thận khỏe đó, là bài khí công thận đó. Cái thận mạnh là người bướng đồ rồi khỏe vậy thôi, giả bộ bướng bướng nổi rồi mình bướng không nổi nó đau lưng là thận yếu vậy thôi, là mình bướng đồ bướng lên bằng hai cái này là đưa lên trời xong thả xuống, còn người từ dưới ngửa ra lên đè xuống được là khỏe thận. Động tác thứ hai rồi động tác đó là phải thận 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 một thận ôm mà nhớ không còn quên cái tên đóng nữa rồi nó cùng lúc luôn rồi tập thức thứ ba là gì, vỗ cánh phải vỗ cánh. Vỗ cánh là mình bắn cái ngực ra để cái khí động ở dưới thận nó theo cái lưỡi lên đầu đó, còn cái kia đó đó là cái còn bài kia là khí chạy lên chạy xuống bài một bài hai khí từ dưới nó lên cái ngực nó phân ra ngoài cả là cái vỗ cánh thần kinh nó khỏe là vậy. Cái này xoay này là cái bàn tay xoay về cột sống luôn nè, xoay xoay này. Khi mình xoay về cái dòng một máu nó xoay 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 nó chui vô cái cột sống, cái mình quay qua vậy nó qua thận bên này, mình quay bên này nó vô thận bên trái, quay bên này nó vô cái xoáy máu nó chạy vô thận bên này nè, nó vô cái thận bên này mỗi lần nó xoay hết rồi nè, mỗi lần nó xoay đưa rồi đưa rồi xoay hay quá hai ba chiều chiều xuôi chung được là máu nó hai chiều vơ, tức là mình hốt nước lại hất cái mặt nó, mới hiểu mình hốt cái nước thành đóng nước hất cái mặt người ta để người ta nó không thở được, nhưng cái đó là chính là phanh mở cái ngực khi mở cái lưng để cái hơi độc cái thận nó bay lên trời nên nó nối với tim, mình hiểu vậy là cái tim với thận nó liên quan với nhau. Cái sách này sao rõ không, không phải không không phải sách rõ này không phải sách của tôi nó học trò tới đưa tôi coi đi, nó giới thiệu tôi nó dùng đi, nó đưa cho nó cái nào tốt thì coi đừng có coi mấy đứa nó học trò nó hay mua nó cho cái nó hỏi tốt mà nó bị không, cái này đừng học trong sở này cái này nó sai chứ nó đi lạc đường luôn lạc đường là lỗi chắc đó chắc nó gom góp được luôn chép luôn copy nó giống như là kiếm tiền dạy lên để kiếm tiền bán sách kiếm tiền chứ nó không muốn dạy anh. Yeah. Cái thằng muốn chạy nó khác, thằng muốn bán sách thì nó bán cho nhiều, một tháng 10 cuốn. rồi cái gì nữa? Đúng vậy. Này nó ấn thôi nè, nếu mình cái thận mình đầy đau đứng cái chân này vũ lên, vỗ gì đó, vỗ cái lưng mình đặt vô cái tay, em luôn. Khi nó chặt nó đang đau mình đổ rồi tiếp là mình bắt đầu xong một cái đuổi đuổi cái gì nó đuổi rồi đó đuổi rồi hai đuổi rồi đuổi rồi như vậy khi mình nó đau lưng mình vỗ thì nó đỡ đau lưng nè, đang đau lưng cái đứng như vậy bấm bấm ba cái đứng lên vỗ bấm 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 ba cái đứng lên nó thầm cái gối là cái hơi độc ở thầm xuống đó còn cái này giơ lên là
À, dơ lên tức là giữ cái chân mình mà thận yếu nó dơ được cao, cái đơ gì đè này xuống kéo lên cao lên, thả dơ lên đè cái tay xuống kéo cái gối thì cao càng cao càng tốt, mình kéo không nổi là thận yếu. Đó là các bạn nên tập vậy. Bạn đó là tập thận không đó, người thận mạnh là cái gối nó lên cao lắm, nó đè cái tay xuống nó đẩy cái gối nó được. Thành ra ở nhà mình để, ví dụ để đây là một năm ký gạo mình nâng lên nổi là cái thận mạnh lắm. Để lên đầu gối thôi. Nè, để hai tay gà lên đi. Rồi mình nâng gối lên. Nè, mình nâng tay gà lên và đó. Thấy không? Cái thận nó căng lên, thấy không? Dạ. Mình thấy liền. Thành ra mình tập thấy có cái gì mình để, mình muốn cái thận mạnh để 5 kg mình đẩy lên được không? Nó không đau là khỏe. Mình nó đẩy lên đau thôi, hết 3 kg đâu. Bởi vì nó tập trước, nó quen rồi, lấy tay chân mình lên, mình để mình chuyển thử. Nó lên được là cái thận mạnh lại, nó hấp mình mạnh lắm á. Nè, đẩy nó coi nè, cái lưng nó đau nè. Đúng rồi. Thấy không? Thành ra mình thử, mình thấy đẩy lên không đau rồi cái thận hết bệnh. Còn đẩy nó đau rồi thôi, nhẹ. Bởi vì người thận mới thấy, người bạn thấy rồi. Hấp lên cái chỗ nó không đau rồi, cái thận này nó mạnh rồi, không đau. Mình nó đau một cái nhỏ rồi, nhỏ liền là nó biết liền. Cái người tập thận mới thấy. Mình phải tập từ từ, mà muốn nó bớt tập thì ém cái tay, cái tay là đẩy xuống nha, đẩy cái tay mạnh xuống, giật cái gối lên thì nó cái tay, cái lực từ tay nó phụ vô cái thận mình nó đỡ đi, thấy không? Cho đỡ, mà hai thằng nó nhói cho là hai cái trứng nó dồn vô đó, nó nằm máu cái thận rồi, thành ra cái đau thận nó đè. Rồi các bạn, rồi tới bài con đại nhạc. Mà nó bài thận à? Dạ, bài nhạc là tát nước chứ. Bài nhạc là nó tát nước chứ. Ừ. Tức là nó đứng vậy cái nó cũng như vô cánh ghê vậy. Ừ, lên vậy. Ủa cái đó là tát thứ ba. Ừ, đó đó. Đó, đó, vô cánh. Đó, nó tát thứ nhất. Nó vỗ cánh là nó khỏe cái thật, cái lưng nó làm gì nó bớt đau, nó giọng nhẹ ra cái chân xuống. Rồi động tác thứ hai là cái gì là nó mà cúi xuống thì nó đau lưng, duỗi ra cái nó không đau, cúi đẩy cong như gối đẩy ra, cong như gối đẩy ra cho nó hết đập lưng. Của em cái bước chân kia chắc thôi thầy nhỉ, có cần không nhỉ? Cái đó liên lưng đến giờ tôi chẳng nói được đâu. Thì chắc là nếu bây giờ nếu mà làm rồi thì mới đưa, nếu mà làm rồi thì phải đưa. Cái này nó tùy cái duyên đi. Thì còn cái kia để từ từ con nó có lỡ nó làm rồi thì lấy, còn chưa làm chưa dặn nó thôi. Tiểu tư rồi là hôm trước còn tắm nữa thầy con đấy, còn cái kia lúc nào em đưa lên em trả đủ một cái mới luôn ha. Như vậy là cái bài của em là sẽ nắm cái này, có nhà nó vừa cái này. Rồi xong cái bài này là về trong này là nó sẽ nhìn thấy bắt đầu là từ vi. Cái trong bài này nó không có cái ngón tay này nha, cái bài ngón tay nó quay riêng. Bài ngón tay là bài riêng. Còn cái bài này hồi đó chưa có vô thành ra cái clip này anh đừng đi nói bổ sung nó kia. Cái kia nó thật lý thuyết. Như vậy là nếu như mà trong kia nó có bài tập của năm cái ngón tay, bài này còn bài kế nó tập mà nó có ngón tay trong cái clip kia không có nói. Dạ. Rất có nói trong cái đó. Vậy là em về tập cái này thì bắt đầu mở cái phần cầm hí ra, cái cầm hí có trước. Cầm hí có trước. Rồi xong họ sẽ xem bài. Còn cái ngón tay là có clip này. Dạ. Còn trong đó không có clip này, cái clip này chép vô mới đủ. Dạ đúng rồi. Clip này là về sau bổ sung lên hồi đó. Nhưng mà khi tập là đúng cái ngón chân là tập. Hả, đúng nghe, đúng vậy hết. Nè, con thấy con cọc cái lần chó cái đùi xong nó vậy. Chó cái chân sau thế nó còn cong vậy. Đó là cái đọc như hồi sẽ thấy nó căng cái cuộc sống dữ lắm. Nó chủ yếu tập cái phần đứng, 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 đứng là nó cầm cái tay không? Đó, có xè, gì là đủ thứ đó. Chụp tay không? Cũng làm gì nè. Rồi cũng khỉ. Khỉ, nó cầm cái dây ngắn vô, còn cái dây ngắn vô, còn dây ngắn vô. Nai. Nếu cả hai chiều luôn. Ừ. Chiều ra với chiều vào luôn, chiều này luôn. Ừ, quen. Nè, chiều trong. Chiều trong. Chiều ngoài vô. Còn chịu tâm nè, nó cuốn vậy nè, ngoén rồi cái dây cuốn xuống, cái dây nó có chịu cuốn xuống. Cầm cái dây đi, ở dưới nó vậy nè,
ở trên này dạy vô, còn ở dưới á là nè nè ở từ ngoài nó ngoẻ như vậy đó, nè mình ngoẻ vô bọc lên từ ngoài nào ngoẻ chia xuống, còn ở trên bọc lên ngoẻ lên, cái này bọc mình bọc vô mà chia xuống, hai cái chỉ khác nhau, cái ngón tay cái gì lắm không thể biết đó, đúng rồi đó, ngón tay nó vậy nè. Để ý á, nó mới khí nó mới chạy, người nó nóng bừng lên. Đó là được nhẹ nhàng. Cái gì? Đuổi rồi. Ờ nè. Từ trên nè, trên cao xuống. Cái tay nó rung dữ lắm nè. Nó rung rồi. Rung tiếp rung cả cái thẳng luôn. Lát ai lát cái ngón tay nó làm cái thận nó rung, cái ngón tay rung để cái thận nó rung, chứ không phải cái tay rung không, rung như này giờ nó thấy nó rung cái trong này luôn. Tiểu đường là bát quan cầm hay pháo? Là bát quan cầm. Dạ. Nó có bài đại nhạc nữa, hai bài. Vâng. Một ông kia tập nó cảm hết định rồi. Cái học hai bài tập nhiều. Cái ông đang cái này. Cái bài của Đào Trường Khánh, anh gõ vô mạng Đào Trường Khánh mà ông học bài đó mà cảm thấy gõ vô mạng Đào Trường Khánh và mình tiểu đường nó ra ra bài của mình. À, ông có 82 tuổi. Ông đó là học của thầy đây đó. Ông học cái bài của ông bán mà của tôi đó. Vô đó ông nghe ông nói. Dạ. Ông học con tuyết thôi, ông học tận tâm chứ đâu phải ông. Nè, cái tay cái gì được nè, để tay. Nè. Nè, nó xoay theo cái trục rồi này, cứ nhẹ nhẹ rung 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 cứ nhung 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 lắc 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 từ trên xuống dưới vậy, nó vô thận luôn, nó để cái thức mới, rồi em chào thầy, rồi cũng phải rất tốt, thức mới thử vậy nè, ok, hấp thì phải thả lỏng cổ tay, hấp thì phải kéo lại, buông lại, hấp thì phải giữ được lại, giống như nó tốt như thế này. Chụp lại, chụp, chụp, con vịt nó đốt rồi, vâng, thì con vịt nó mổ, chụp mà ăn đấy, mà hai cái móng tay lướt bút đó, chụp, chụp, dựng cái dây này, chụp, dựng ngựa lên, vô cái thằng này nó, dựng ngay, dựng cái ngựa, nắm vô vậy, ngựa nó kéo ra, nắm vô, kéo một cái, dựng cái ngựa, cái lưng nó cong lại vậy. Đó. Rồi tập thứ hai, thứ thứ ba là nước tung nè, bây giờ đưa lên này nhón chân hết được cái giống như thảy đổ nó tốt con ruột trên không nó nhảy lên trời, nó nhảy lên con nó nhảy lên nó tốt lắm nè, cái kem tay nó kéo này nhẹ chốt cái là chụp bốn người chụp chụp co lên vậy nhón chụp bốn ngón này chụp bụt mày, nó chụp từ giấy, nó chụp bằng từ giấy, nó cầm cầm đi, nó nhảy lên này, nhảy, cái chụp cái này, cái ngón tay chụp kia thì cái chụp, nhảy là chụp đó, nhảy đó, cái cách chụp cái chụp cái dưới, thằng anh hốt thì nó đứng nó khùng khùng lên nhìn con vịt đó, đó là chuồng thấy con ruồi nó nhảy lên, nó ruồi chụp, chụp, rồi. Có chút đó, giống y vậy đó, đó nó tát con rùi đó, tát con rùi đó, một cái rồi, đó là mấy cái rồi, ba cái rồi, rồi làm tát thứ tư, tát thứ tư là cái này là con vịt đó, mà thấy nó nguội nó sóc 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 thì cái nước nó xì xì ra, nó xù lắm thì nó vậy này.
nè anh đứng vậy, cái tay để vậy, xuống kéo lên nè, nè đi, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, nè cái này nó kéo vô vậy nè, nè, nó làm gì nó lăn cái gì tròn tròn lên này cái tay này, nè, tới luôn, 1, 2, tới luôn, tới, nè, từ dưới xúc lên, từ dưới hấp lên. Kéo về, hấp lên, kéo về, rung người xuống, cái chân lên thẳng, cái chân lên co xuống, cái nâng tay lên, xuống nâng cái tay lên, kéo về, xuống nâng cái tay lên, kéo bước tới nó mỏi thì nâng cái tay lên, kéo về, hồi nó mỏi lên, bước tới nâng cái tay lên, kéo về, bước tới nâng cái tay, bước tới nâng cái tay, cái này con dịch nó sọc cạnh, như nhất, bước tới này. Đứng chỗ là quen đó, đứng xuống, đứng xuống, đứng xuống, xoay một chân ngược, xoay một chân ngược, hai bên tay, thả lỏng hết cái bộ tay, đứng cái lưng luôn, một, hai, hồi ra một hồi, một, hai, đổi chân ngược, hai, tất cả là, tất cả là, đốt rồi, đốt rồi chưa học luôn đó, đốt rồi cái ngón tay nó để như này, nè nó để hai tay ổn định lên cái ngực, nó dậy thì nó chụp dậy bốn ngón nó chụp tập để vô, chụp vô phía dưới, chụp vô cái trên đây cái vỗ nhẹ cái, chụp nút, chụp nút, chụp chụp thì không lúc muốn đọc ngửa thì mỗi ngửa thì mỗi ngửa thì mỗi ngửa để rồi mỗi ngửa tức là chụp ngửa chụp xuống úp lại để vậy cái đó nó này tại bệnh bệnh rồi hết bệnh nó kêu to lắm y con dịch nó mổ rồi đâu lại còn nằm nằm học quên là giỏi rồi đó. Về nhà coi lại mới nhớ. Coi lại mới nhớ nó bởi vậy. Rồi.
này có nhảy lên. Thứ ba là nhảy lên. Chút nó. Chút nó. Nó lên phục như này lên. Ghê chưa? Ghê lắm kìa. Chẳng nghe cái gì. Nó cả gió luôn. Chút nè. Ghê chưa? Chụp gái sợ. Nó kêu sao bị thấy. Nó kêu cái này. Nè, đưa lên nha. Tại chụp cái dứt nhanh liền. Sợ nó ăn của mình. Đó. Không nghe gì chứ. Thứ ba là thứ hai là rồi á thầy. Thứ hai là rồi bung á. Khi mà không có nhớ chợ rồi bung bay nhẹ quá quên. Động tác là muốn rồi vô lên xuống rồi vô ngang. Rồi. Thứ hai. Để tắt cái coi lại khúc đó rồi. Nó chỉ mà hồi nó dễ quên lắm.